Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Giorgio Armani, nó có tên là Acqua di Gio Absolu. Đây là cái phiên bản tiếp theo trong cái dòng nước hoa Acqua di Gio, mà ở đây nó có rất nhiều sản phẩm rồi, ví dụ như Acqua di Gio, Acqua di Gio Profumo, Essenza, rất nhiều những cái phiên bản khác. Và cái chai Absolu này cũng đã ra mắt được gần 2 năm rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mình mới có chiếc để mà chia sẻ với các anh em những cái cảm nhận của mình về mùi hương chai nước hoa này. Thì cũng giống như mọi lần thôi, mình sẽ nói lên những cái quan điểm cá nhân của mình, những cái điểm mình thích và những điểm mình không thích về mùi hương của chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, điều đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này là mùi hương của nó. Chúng ta hãy cùng làm một chút liên tưởng. Nếu như các em nào đã từng xịt mùi hương của George Gabbana Light Blue, chúng ta rất yêu thích cái mùi hương nước biển của chai nước hoa này, rất là dễ chịu, rất là thư thái khi ngửi. Nhưng mà chúng ta cần nó thêm một chút điểm nhấn nữa, một chút ngọt ngào nữa để cho mùi hương nó sống động hơn. Và Mont Blanc Legend Spirit of Paco Rabanne Vitis. Ở chai nước hoa Mont Blanc này, lần trước mình cũng nói nó có cái nét giống với Paco Rabanne Vitis. Thế nhưng nếu như các anh em cảm thấy mùi hương của Vitis là quá ngọt so với nhu cầu của anh em, và Mont Blanc Legend Spirit nó lại là ngọt nhưng mà nó chưa tới cái độ mà chúng ta cần. Vậy chai nước hoa nào mà các anh em cần có thể dung hòa được mùi hương nước biển dễ chịu và thư thái khi mà ngửi lốt đầu, và cái vị ngọt vừa cân bằng giữa Mont Blanc Legend Spirit và Paco Rabanne Vitis, chai nước hoa nào? Thì chắc chắn rồi, đó chính là Acqua di Gio Absolu. Đối với cá nhân của mình sẽ cảm nhận là như thế, bởi vì khi mà các anh em xịt, cái đầu tiên các anh em cảm nhận đó là cái mùi hương nước biển rất là dễ chịu khi mà ngửi, và sau đó nó sẽ thêm một chút gỗ để dày lên cái mùi hương, làm nền cho mùi hương nước biển, và cuối cùng là cái mùi hương long diên hương rất là phổ biến, ngọt nhưng vừa tới trong cái giới hạn vừa đủ chứ không quá dữ dội giống như Invictus đó. Thì như mình đã nói, nếu như các anh em nào yêu thích mùi hương của ba chai nước hoa Light Blue, Paco Rabanne Invictus và Mont Blanc Legend Spirit, chúng ta sẽ cần trộn lại cả ba cái đặc điểm mùi hương đó lại vào một chai nước hoa, thì Acqua di Gio Absolu chắc chắn là cái chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này là khả năng bám mùi của chai nước hoa này, có thể gọi là quái vật bám mùi, bởi vì mình đã xịt trước đó khoảng 7 tiếng, do đó mình đi tắm, thế nhưng đến bây giờ thì da mình vẫn thoang thoảng mùi hương của chai nước hoa này, do đó mình phải gọi là mình dùng từ ngưỡng mộ khi mà nói về độ bám mùi của chai nước hoa này, mắc luôn, quái vật bám mùi, không có gì để mà chê khả năng bám mùi của chai nước hoa này. Về khả năng tỏa mùi của nó thì cũng không phải là tệ. Tất nhiên nó không đến mức gọi là tỏa xa, quá xa, thế nhưng nó cũng không phải đến mức thoang thoảng, nó ở trong giữa hai cái khoảng đấy. Do đó, điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này đó là khả năng bám và tỏa mùi của nó rất là ok. Một điểm cộng cho chai nước hoa này. Và điều mình thích cuối cùng ở chai nước hoa này đó là mặc dù nó là dùng, theo như mình nhớ là chai Acqua di Gio Absolu này là nói là dùng cho mùa hè, thế nhưng thực tế mà nói nó có thể dùng rất là tốt trong 4 mùa ở Việt Nam mình luôn. Thậm chí là nếu mà dùng trong mùa hè ở chai nước hoa này thì mình thấy hơi miễn cưỡng khi mà xịt, bởi vì bản chất mùi hương này là khá là nồng, nó không đến mức là nồng dữ dội, thế nhưng cũng là khá là nồng với cái điều kiện mùa hè ở Việt Nam. Nếu như những ngày nào khoảng 32 độ trở về và không quá là oi ạ thì xịt thì còn ok, nhưng nếu mà quá 32 độ và oi bức thì mình nghĩ là chúng ta nên cân nhắc trước khi xịt. Còn lại xuân thu đông dù sử dụng chai nước hoa này rất là ok. Do đó nếu như các anh em nào mà ví tiền của mình còn hạn chế, hoặc là chúng ta không quá là cần tìm hiểu nhiều về nước hoa, thì đây cũng là một cái gợi ý mình muốn giới thiệu cho anh em nếu mà để mua một chai nước hoa mà có thể chinh chiến được nhiều mặt trận đó. Chai nước hoa này cá nhân của mình đánh giá thì cũng sử dụng được khá là nhiều dịp hiếu hỉ hội nghị đều rất là ok, do đó đây cũng là một điểm cộng của chai nước hoa này. Vậy còn điểm mình không thích ở chai nước hoa này là cái gì? Điểm đầu tiên mình không thích đó là sự phổ biến của mùi hương của chai nước hoa này. Thực tế mà nói thì ví dụ như là bản Acqua di Gio Profumo, đến bây giờ mình vẫn chưa thấy một chai nước hoa nào có cái mùi tương đồng với nó, có nghĩa là mùi hương của bản Profumo là độc, không bị đụng hàng. Thế nhưng ở cái phiên bản Absolu này thì hoàn toàn khác. Như mình đã nói, khi mà các anh em xịt này, các anh em sẽ liên tưởng đến ít nhiều nó giống với Mont Blanc Legend Spirit, giống với Paco Rabanne Vitis, vân vân rất là nhiều. Thì điểm mình không thích ở phiên bản này đó là cái mùi hương của nó khá là phổ biến. Mà điều mà với dòng nước hoa Acqua di Gio thì mình thấy là các phiên bản trước mùi của nó
là không đụng hàng. Có thể là không phải là độc đáo, không phải là xuất sắc, thế nhưng không bị đụng hàng. Còn ở bản Absolute này thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều chai nước hoa mà có cái nét tương đồng với nó. Và điểm thứ hai mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái biến chuyển mùi của nó là quá là lâu. Và nó đấy là một cái điểm trừ. Nói chung là nếu như các anh em nào mà đi thẩm mùi ở chai nước hoa này rất dễ bị đánh lừa cảm nhận về mùi hương của nó. Bởi vì từ cái nốt đầu mở đầu của nó là hướng nước biển cho đến cái nốt cuối cùng của nó là cái vị ngọt nồng nàn của long diên hương, thì đấy là một quả là một quãng đường khá là dài. Bình thường những chai nước hoa chỉ còn khoảng 30 phút gì đấy là chúng ta có thể đánh giá được một cái mùi hương của nó khá là sơ bộ đó. Thế nhưng ở cái chai nước hoa này thì cá nhân của mình thì mình thấy là nó biến chuyển mùi hương quá là lâu. Đầu tiên là hương nước biển, do đó là một cái chút dày của mùi gỗ đó, và mãi đến cuối cùng thì mới thấy nốt cuối cùng của nó là cái nốt long diên hương ngọt ngào. Thì đấy là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này, biến chuyển mùi hương quá là lâu. Thì khi mà thẩm mùi các anh em nên hết sức lưu ý là phải kiên nhẫn với chai nước hoa này, đừng để cảm giác đầu tiên nó đánh lừa, vì đấy là một mùi hương hoàn toàn khác ở lúc cuối cùng của nó. Tổng quan lại, đây là chai nước hoa có đáng để mua hay không? Với cá nhân quan điểm của mình thì mình không quá nhiều ấn tượng đối với mùi hương chai nước hoa này. Nhưng đối với các anh em nào mà thích một cái mùi hương đa dụng, bốn mùa và dùng được cho nhiều dịp, cái nữa là mình có một cái cảm nhận mùi hương chai nước hoa này khi mà các chị em ngửi, nó có một cái độ thu hút cũng khá là cao. Bởi vì cái mùi hương của chai nước hoa này nó nói như kiểu nó đúng gu của các chị em người Việt chúng ta vậy. Thì cá nhân của mình đánh giá là anh em nào nếu cần một cái mùi hương bốn mùa hiếu hỉ hội nghị thì Aqua Di Giò Absolute này cũng đáng để mà chúng ta tham khảo đi thẩm mùi để mua. Đó, đấy là cái đánh giá của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em những cái cảm nhận của mình về phiên bản chai nước hoa Aqua Di Giò Absolute. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.